Những cái triệu chứng của bệnh chàm môi thì chúng ta lại thường hay gặp vào mùa đông, mà lại trùng với cái tình trạng môi bị nứt nẻ, cho nên đôi khi là bệnh nhân hay rất hay chủ quan, làm cho bệnh nặng lên, mức điều trị sẽ rất là khó khăn. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Bạn hỏi bác sĩ trả lời của Đông y Tây y Đường, và mình là Trần Hoa. Các bạn thân mến, vào mùa hanh khô, đặc biệt là vào mùa đông xuân ấy, thì các mặt bệnh da liễu thường khá là phổ biến, đặc biệt là bệnh chàm môi. Và nguyên nhân gây ra bệnh chàm môi là gì và cách điều trị căn bệnh này? Ngày hôm nay hãy cùng lắng nghe bác sĩ Trần Thị Thu Huyền, bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền, trưởng khoa khám bệnh tại phòng khám Đông y Tây y Đường sẽ giải đáp các thắc mắc xung quanh vấn đề này nhé. Vậy bệnh chàm môi này trên thực tế thì có những thể nào ạ? Chàm môi thì thường người ta chia ra làm hai loại. Thứ nhất là chàm môi do tiếp xúc kích ứng hay là dị ứng ấy. Khi mà bệnh nhân tiếp xúc với các mỹ phẩm này, ánh nắng mặt trời này, hoặc là những cái hóa chất độc hại ấy, thì có thể gây những cái tình trạng viêm kích ứng cái vùng môi. Loại thứ hai đấy là do viêm da, do bong môi, thì cái tình trạng này thường là do tự phát, tức là tự nó mọc lên chứ không có nguyên nhân nào cả, và cái môi của chúng ta sẽ bong nhiều lớp liên tục và rất là kéo dài, khó khỏi. Vậy bệnh chàm môi thì có những nguyên nhân nào gây bệnh ạ? Nguyên nhân chính xác gây cái bệnh chàm môi thì đến nay người ta vẫn chưa phát hiện được chính xác. Tuy nhiên thì có rất nhiều những yếu tố thuận lợi để gây nên bệnh. Đầu tiên chúng ta phải kể đến yếu tố di truyền. Ở trong gia đình có bố, mẹ, anh, chị em mà bị bệnh viêm da cơ địa thì cái người đó tỷ lệ bệnh sẽ cao hơn. Thứ hai là hay xảy ra ở những người mà có tiền sử bị dị ứng. Ví dụ như là dị ứng thời tiết, dị ứng với lại các loại thuốc, tức là cơ địa dị ứng thì sẽ rất dễ bị mắc hơn cái này. Thứ ba là những người mà hay căng thẳng stress, thường xuyên phải lo lắng công việc hoặc là cuộc sống, hoặc là cũng hay lo lắng hơn mọi người, thì cái tỷ lệ mắc nó cũng sẽ cao hơn. Thứ tư là chúng ta hay gặp ở những người mà có rối loạn về nội tiết hoặc rối loạn về hormone. Và cuối cùng là chúng ta cũng hay gặp ở những người thiếu hụt một số yếu tố vi lượng, chẳng hạn như kẽm, sắt hoặc vitamin nhóm B, hoặc là rối loạn hệ thần kinh hoặc tiêu hóa. Đấy là nguyên nhân nội sinh. Ngoài ra thì còn có những nguyên nhân ngoại sinh từ bên ngoài tác động vào. Chúng ta rất hay gặp, đầu tiên là phải kể đến là những cái bệnh nhân mà sống ở trong cái môi trường thời tiết rất là hanh khô, chẳng hạn như mùa đông này, hoặc những cái vùng hanh khô nhiều hơn. Thứ hai là những người mà thừa hay tiếp xúc với lại những cái hóa chất độc hại thì nó gây nên cái bệnh này. Và thứ ba là do vệ sinh răng miệng không sạch sẽ, ví dụ như là thường xuyên đánh răng ấy, nhưng mà lại cứ để cái kem đánh răng nó bám ở trên môi, cái đấy cũng rất là gây nên cái tình trạng không tốt cho môi. Và thứ tư là những người mà hay có thói quen liếm môi. Và thứ năm là có thể những người mà hay bị dị ứng với các cái phụ da mà lại hay sử dụng những cái phụ da đó. Cô hãy chia sẻ cho mọi người biết rõ hơn về cái triệu chứng của bệnh chàm môi được không? Đầu tiên là cái giai đoạn khởi phát ấy, thì bệnh nhân thường thấy vùng môi xung quanh sẽ khô, ráp, bong chóc thành từng mảng. Và tiếp theo nữa là bệnh nhân cảm thấy đau đớn và những cái viền môi thì sưng đỏ lên. Bệnh nhân rất là ngại nói và ngại tiếp xúc. Môi bệnh nhân thì ngày càng nứt nẻ nhiều hơn, và đôi khi làm cho bệnh nhân rất là đau đớn, rất là khó chịu và đêm không ngủ được. Ngoài ra thì xung quanh viền môi thì có những cái mụn nước, và khi mà nó vỡ ra ấy, thì nó sẽ làm cho có những cái chảy dịch, làm cho rất là bệnh nhân rất khó chịu. Và nếu như bệnh nhân vệ sinh không sạch sẽ thì có thể gây tình trạng bội nhiễm, tức là môi sẽ bị nhiễm trùng và mưng mủ. Những cái triệu chứng của bệnh chàm môi ấy, thì chúng ta lại thường hay gặp vào mùa đông, mà lại trùng với cái tình trạng môi bị nứt nẻ, cho nên đôi khi là bệnh nhân hay rất hay chủ quan, làm cho bệnh nặng lên, mức điều trị sẽ rất là khó khăn. Chính vì vậy nên chúng ta hãy lưu ý và phân biệt, nếu như chúng ta không thấy nó nứt nẻ không giống như bình thường như mọi năm ấy, thì chúng ta cần phải đến khám và điều trị sớm. Bệnh chàm môi này thì có những phương pháp điều trị nào hiệu quả? Chàm môi thì chúng ta có thể điều trị bằng Tây y hoặc là sử dụng Đông y. Bây giờ chúng ta sẽ nói về Tây y trước nhé. Đầu tiên thì chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm dưỡng ẩm. Thứ hai là sử dụng những cái sản phẩm kháng histamine, tức là chống dị ứng. Và thứ ba, nếu trong trường hợp bội nhiễm thì chúng ta có thể dùng kháng sinh uống kết hợp. Và cuối cùng là chúng ta có thể sử dụng những cái dạng kem có chứa corticoid. Tuy nhiên là để mà sử dụng thuốc Tây ấy, thì tốt nhất là chúng ta không nên tự ý sử dụng, mà chúng ta sẽ phải đến các cơ sở y tế có uy tín để khám để được các bác sĩ kê đơn. Ngoài ra trong những trường hợp nhẹ thì chúng ta có thể sử dụng những cái bài thuốc dân gian ở xung quanh nhà chúng ta. Đầu tiên chúng ta phải kể đến là chúng ta có thể dùng dầu dừa để bôi dưỡng ẩm này. Thứ hai là chúng ta có thể dùng lá trà xanh rửa sạch và đun sôi, sau đó chúng ta sẽ chấm vào cái vùng bị tổn thương. Ngoài ra thì chúng ta có thể dùng mật ong
vừa pha với một chút muối và chúng ta sẽ đắp rửa hàng ngày cũng có hiệu quả khá là tốt. Còn tại Tuệ Y Đường thì chúng tôi đã điều trị cho rất nhiều những bệnh nhân bị tràm môi có hiệu quả rất tốt bằng các thuốc tại phòng khám. Vâng, thưa các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về căn bệnh tràm môi. Và nếu như có bất cứ vấn đề gì liên quan đến da liễu, phụ khoa, nam khoa hay cơ xương khớp thì chúng ta có thể comment ngay xuống dưới video này hoặc gọi trực tiếp đến số hotline 0789 502 555 để được các bác sĩ tại Đông Y Tuệ Y Đường hỗ trợ sớm nhất. Và cũng đừng quên chúng ta có lịch khám trực tiếp với bác sĩ Trần Thị Thu Huyền, bác sĩ chuyên khoa cổ truyền, trưởng khoa khám bệnh tại phòng khám Đông Y Tuệ Y Đường số 166 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.